hương về miền Trung thăm người em. Nắng mưa đêm ngày cách chờ giờ xa xôi đôi đường. Người ơi, có về miền quê hương Thùy Dương, nước chảy còn vương bao niềm thương. Cho nhân đôi lời dẫu xa muôn trùng, tôi vẫn còn thương sao là thương. Nhớ ai xuôi thuyền bên ngự đẹp trắng soi đêm và nhớ tiếng hò hoài vẫn lâu chiều nao, ước nguyện đẹp duyên nhau dài lâu. Xa rồi còn đâu vang ước hẹn đẹp lòng người đi. Em biết chân em đã bao thu rồi, vắng lạnh lòng trái đi ngàn phương. Mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường. Người ơi, ngày hôm nay thì tiếp tục em tìm ra được ở trong kho một bộ Victor với dáng đài nằm rất là hay. Và đặc biệt bộ Victor này thì cũng có thùng xốp và hình thức thì còn tương đối đẹp với rất nhiều tính năng. Với cái tuổi thọ của nó cũng phải sản xuất được khoảng 5-6 năm rồi. Tuy nhiên thì cái hình thức cũng vẫn còn đẹp và tất cả các tính năng của bộ sản phẩm này vẫn hoạt động chuẩn chỉ các bạn nhé. Đây là chiếc đài Victor với cái tên mã là RDM2S, là một trong những cái dòng trong cái hệ sinh thái Clavia của hãng. Các bạn có thể nhìn thấy đó là đây chúng ta sẽ có luôn cái thông tin đó là RCA2 và cái chữ S là ký hiệu của cái màu bạc các bạn nhé. Bộ sản phẩm này thì sẽ cung cấp cho các bác cái khả năng chơi nhạc từ băng cassette này, từ đĩa MD này, đĩa CD này và có cả hỗ trợ cả cái đường vào tín hiệu của FM với cái cần sóng thu sẵn để chúng ta có thể nghe được đài Việt Nam với full tần số các bác nhé. Bộ này thì thiết kế rất là nhỏ gọn, dáng portrait, một cái dáng đài để các bác có thể xách đi mọi nơi mà các bác có thể xách đi mọi nơi để thưởng thức cái âm thanh. Nguồn điện sẽ là 100V vì là dòng sản phẩm dành cho thị trường nội địa các bác nhé. Tổng quan một chút về cái hình thức của bộ sản phẩm này trước. Khi chúng ta hạ cái quai xách của cái đài xuống ấy thì nó sẽ có một cái thiết kế tinh tế hơn một chút, rất là mềm mại. Ở phía trên này thì các bác sẽ có một cái khay hộc để chứa cái băng cassette, cái khay tape để cửa băng cassette đó. Phía sau của máy thì chúng ta sẽ có một cái cần thu sóng của cái chế độ FM các bác nhìn này, được rút ra rất là dài nhé. Đây là thông tin model của máy là RCA2S màu bạc, sản xuất năm 2009, lâu lắm rồi, không phải 6 năm rồi các bạn. 2009 thì đến bây giờ nó là 13 năm rồi. Rồi ở phía sau đây thì chúng ta sẽ có thêm một cái đường phone với chân 2 ly, còn đâu đó thì không còn kết nối gì nữa. Bên phía mặt trên thì các bác có thể nhìn thấy hình thức rất là tuyệt vời các bác nhé, không bị cấn cũng như bị xước đâu. Ở phía mặt trước thì chúng ta sẽ có cái bảng điều khiển ở phần giữa trung tâm, hai bên là chúng ta sẽ có hai cái củ loa và được bọc bởi một cái lớp lưới căng liền, một lớp vải căng liền. Đây là nút vặn tăng giảm âm lượng. Và vì là cái dòng Clavia hướng tới giới trẻ vào những khoảng thời điểm năm 2009 cho nên là cái màn hình của nó thì sẽ có cái chuyển màu theo cái dạng LGB, RGB. Các bác có thể tắt bằng cách ấn vào cái nút ở đây này. Đó, thì nó sẽ cố định bởi một màu lúc này các bác nhé. Rồi, và các bác sẽ có ở phía trên ấy, thì đó là cái bật tắt máy này. Đây là chế độ ghi, thì thường bây giờ chúng ta sẽ không dùng, không động tới cái hàng control phía trên đâu. Khi các bác mua về thì các bác sẽ quan tâm giúp em phần control về dưới đây này. Ấn vào đây là chơi CD, ấn vào đây là chơi đĩa MD, ấn vào đây là chơi tape.
và ấn vào đây là chuyển về sóng AM FM, và ấn vào đây là đường line. Line thì đây chúng ta sẽ có một cái đường line in với chân 3.5 để các bác kết nối điện thoại. Ngoài ra thì trong cái chế độ đây em vừa ấn vào line này, trong cái chế độ CD đi, CD thì các bác có thể ấn chạy đĩa ở cái tất cả các hướng ở đây, các nút của từng chuột ở đây. Còn các bác muốn tạm dừng thì ấn vào đây, dừng hẳn ấn vào đây và tiến vào nùi bài các bác ấn đây. Ngoài ra thì ở đây chúng ta có hai cái nút ra đĩa của CD và ra đĩa của chế độ MD nữa các bác nhá. Rất là đẹp. Bộ này thì sẽ có mức giá là 4 triệu các bác nhá. Có cả thùng xốp luôn. Sẽ gửi cho các bác đầy đủ cái anten của AM. Còn FM thì nó dính trên máy luôn rồi. Bộ này thì sẽ cung cấp cho các bác khả năng chơi nhạc trong không gian khoảng 20, 15 đến 20 mét vuông, có quai sách để các bác có thể cầm nắm mang đi mọi lúc mọi nơi. Rất là hay. Đây là dòng Clavia của hãng với cái phiên bản Victor RD A2 các bác nhá. Hãy